có được vòng một căng, tròn và đẹp tự nhiên luôn là khát khao của người phụ nữ. Song thực tế không phải ai cũng có được vẻ đẹp hoàn hảo ấy. Các bạn có thấy sự khác biệt không? Trước đây mình là một cô gái rất thiếu tự tin, không bao giờ dám mặc những bộ đầm sexy, khoét ngực hay là quyến rũ, mặc dù là mình rất thích. Dù là đi tiệc hay là đi chơi, ra đường thì mình hay ăn mặc kín cổng cao tường và bạn bè thì hay đùa với mình rằng mình là đồ hai lưng. Và đã có lúc mình nghĩ tới việc phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng thật sự thì mình rất sợ những hệ lụy về sau. Nhưng đó là câu chuyện trước khi mà mình gặp serum Ngọc Tố Nữ. Ngọc Tố Nữ đã giúp mình thay đổi hoàn toàn về diện mạo. Và giờ đây thì mình đã có thể mặc những bộ đầm mà mình yêu thích rồi. Serum Ngọc Tố Nữ với các thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên như dầu hạt nho, dầu quả bơ, dầu jojoba, tinh dầu phong nữ và tinh dầu ngọc lan, có tác dụng dưỡng da, làm săn chắc vùng da ngực, căng tròn vòng một và tràn đầy sức sống. Tinh dầu phong nữ và tinh dầu ngọc lan là hai thành phần chính có tác dụng làm giảm nếp nhăn, nâng cơ ngực và săn chắc vòng một. Với serum Ngọc Tố Nữ thì bạn hoàn toàn có thể có một vòng một săn chắc, tràn đầy sức sống với một vài thao tác rất đơn giản. Đầu tiên là chúng ta cần phải vệ sinh bầu ngực trước đã. Sau đó, chúng ta sử dụng một lượng serum vừa đủ ra lòng bàn tay. Xoa nhẹ để cho lòng bàn tay được dàn đều serum và ấm lên. Sau đó thì chúng ta sẽ massage bầu ngực theo vòng tròn, từ bên ngoài vào trong và từ bên dưới lên trên. Cứ như vậy chúng ta lặp lại vòng tuần hoàn đó. Cứ như thế thì chỉ sau 2 tuần là các bạn sẽ cảm thấy làn da của mình mịn màng hơn, săn chắc hơn và cũng như là tràn đầy sức sống hơn nữa. Chúng ta cùng thử và xem nhé. Với serum Ngọc Tố Nữ được chiết xuất 100% từ thiên nhiên, không có chất độc hại, không hóa chất bảo quản, mình rất an tâm và tin tưởng sử dụng sản phẩm này. Thật tuyệt vời cho một sản phẩm đến từ thiên nhiên. Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam trên công nghệ dây chuyền hiện đại Hàn Quốc, phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần La Beauty Việt Nam. Ngọc Tố Nữ cho vòng một căng tròn đầy sức sống.